Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 27 tháng 7 thì Xuân Đình lại tiếp tục phục vụ các bác với những cái sản phẩm loa và âm ly hàng bãi mới về. Và trong video này thì Xuân Đình lên cho các bác một cái combo của hãng Đờ Lông, gồm có một chiếc âm ly Đờ Lông 1000G, dòng này màu vàng chanh, hồi gỗ, dòng này chạy 8 sò, sử dụng mạch New Class A và tiếng rất là hay, là đối tác cho rất là nhiều những dòng loa Nhật, loa Mỹ. Và bên cạnh đó thì Xuân Đình đang ghép cho bác cũng là một cái cặp loa của hãng Đờ Lông luôn. Model của nó là SC350, bát 25 kiềng xương đúc gân mút màng giấy, một chung một tép đôm. Đây cũng là một cái trong những cái dòng loa mà khi đi cùng phân khúc với những dòng Pioneer CF457, CF700 thì đây một trong những dòng loa mà được đánh giá cao như là cái chất âm và hình thức loa thì rất là đẹp. Và tất cả những sản phẩm này thì nó đều là đồ cũ, là hàng bãi đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh. Còn trong video này thì Xuân Đình lựa chọn cho các bác là hàng tuyển chọn, nó còn rất là đẹp từ cái hình thức đến chất âm cũng như giá thành. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác hai cái sản phẩm trong video buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên thì sẽ quay cho bác là một chiếc âm ly của hãng Đờ Lông, model của nó là PMA 1000G. Đấy, dòng này thì nó sử dụng là 8 sò than và sử dụng mạch New Class A. Đấy, tiếng khi sử dụng càng nóng thì đánh nó sẽ càng mềm mại. Hôm nay tiếng đánh trở khá là từ 4 ohm. Công suất của dòng này thì Xuân Đình cũng xem qua một chút rồi. Công suất của dòng này là 207W các bác nhá. 207W, số series của nó là 881. Toàn bộ các chân rắc này đều được mạ vàng rất là đẹp. Cầu loa đẹp len keng và kể cả là cái phần vỏ không có bị chảy xước. Nhưng với những dòng Đờ Lông sang trọng này thì cái quan trọng nhất vẫn là cái phần mặt tiền. Thì đây là cái mặt tiền của chiếc âm ly, các bác có thể thấy rõ là mặt tiền nó quá xuất sắc, không có một vết xước nào luôn, hình thức đẹp. Đánh cầu loa AB, A cộng B, trở kháng là từ 6 ohm, có chỉnh bát, tép, ba lăng, có lau lớt. Sau này là các đường vào cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài như CD, tuner, AUX. Thì các bác để ý là các bác cắm cổng nào thì các bác xoay để đèn nó sáng ở cổng đấy. Direct là đánh mộc, không chỉnh bát tép. Cái đường rách ao này thì không quan trọng. Và to nhất là volume. Size của nó là size 48. Hai hồi gỗ piano bóng loáng còn rất là đẹp. Mặt của nó là mặt phay màu vàng chanh, nhìn nó rất là sang trọng. Chiếc âm ly này thì nó chỉ có mỗi một cái điểm xấu mà rất là tiếc khi bên vận chuyển họ hơi ẩu. Thì đây là cái phần nắp này, các bác thấy rõ không? Nội thất ruột gan đẹp len keng, lắp máy không có bị chảy xước. Và đây thì chỉ có mỗi một cái điểm xấu đó là một tí đi tí à, cái cấn là cái vỏ gỗ này, cái hồi gỗ này đấy, một chút xíu thôi, nhưng đằng sau thì rất là đẹp này. Đây, quay chi tiết cho các bác, nó chỉ đây là do họ đóng cái hàng mà đóng ẩu nên nó mới bị chảy một chút xíu này, nên là bên vận chuyển họ quăng quật như vậy. Còn luôn là hồi gỗ góc cạnh thì đẹp xuất sắc rồi. Đấy. Bình thường những chiếc âm ly này thì cửa hàng Xuân Đình cũng bán với giá là tầm 9 triệu. Nhưng vì cái đằng sau nó có một cái điểm xấu nhỏ thế nên Xuân Đình bán giảm 500 cho các bác. Mức giá của chiếc âm ly Đờ Lông PMA 1000G là 8.500.000 đồng, sử dụng mạch New Class A. Hôm nay thì đánh loa Nhật thì rất là hay rồi, nhưng ngoài ra thì các bác có thể đánh những dòng loa Mỹ, những dòng Bose hoặc những dòng JB. Đấy, thì đánh những dòng âm ly Đờ Lông này rất là hay. Và dòng này thì nó sử dụng là 8 sò than, 4 tụ lọc nguồn và một nguồn xuyến tròn. Đấy là đặc trưng của những dòng Đờ Lông. Mặt tiền quá xuất sắc, không có điểm chê. Còn cái đằng sau thì nó chỉ hơi chảy một chút xíu thì Xuân Đình chỉ rõ để các bác biết. Số series của nó là 881. Chiếc âm ly Đờ Lông 1000G này có mức giá là 8.500.000 đồng. Đấy, các bác có thể ghép thêm về vang cơ, vang số là hát karaoke tốt rồi. Và những dòng 1000G này thì thực ra nó là dòng 1000, nhưng cái chữ G này nó viết tắt cho từ gold. Đấy, nó là 1000G thì nó là 1000 gold, vàng chanh đẹp len keng, mặt tiền quá xuất sắc. Mức giá là 8.500.000 cho chiếc âm ly Đờ Lông 1000G các bác nhé. Còn tiếp theo thì Xuân Đình sẽ quay cho bác đó là về cái cặp loa. Thì đây là cái căng màu xanh ở bên ngoài rất là đẹp này, còn tuyến loa thì quá xuất sắc rồi. Bát 25 kiềng xương đúc gân mút màng giấy, đấy, rốn vải, một chung gân mút màng giấy, một tép đôm. Đó, bác để những cái kiềng loa này rất là mới, và cái phần cái tem của nó ở đây thì nó còn nguyên một cái lớp bóng vẫn còn ở dán để bảo vệ chống xước này.
tên của nó là Long SC350, trở kháng là 8 ohm, công suất là 100W, độ nhạy là 92 dB, giải tần đáp ứng cho các bác là từ 35 đến 30.000 kHz, và đây có một cái tinh chỉnh dành cho giải tép. Dòng này rất dễ phối ghép về âm ly, các bác có thể ghép về những dòng âm ly Long 390 đấy, tốt những cặp loa này thôi. Kích thước của thùng loa thì nó có chiều cao đạt là 61, chiều ngang nó là 32 33, và chiều sâu cũng vậy, 32. Loa thì rất là chất, các cạnh thùng vỏ nói chung nó cũng có chảy xước, nhưng tổng quan thì nó là đẹp vì đây nó đều đồ cũ rồi, góc cạnh thì các bác thấy rõ. Giá thành thì khá là mềm mại, và nó thì nó cùng phân khúc với những dòng loa Pioneer CF45, nhưng những dòng loa này thì nó thật với các bác nghe nhạc vàng cực kỳ là hay. Vì sao? Vì cái màng bát của nó là bát màng giấy này, là cái bát rất là mềm, và để về thành cái phần chung này như vậy. Chung này thì nó thiết kế theo đúng dạng như kiểu là loa toàn giải, rất là mềm, và tiếng này nó rất là ngọt, góc cạnh thùng rất đẹp. Vận chuyển nó chỉ cong một chút xíu cái cầu loa, nhưng nó không ảnh hưởng gì cả các bác nhé. Còn nó là góc cạnh đẹp như kem. Cặp loa Long SC350 bát 20 năm, giá thành thì số đỉnh bán cho các bác mức giá chỉ có 6 triệu đồng, càng cước đẹp, loa thì nhìn rất là sang. Cặp này các bác chơi rất tốt, diện tích phòng 30 đến 40 m². Còn này thì nó thật đến đây là loa để nghe nhạc là chính, và tất nhiên thì nói về hát karaoke thì loa nào cũng hát được. Cho nên mong các bác là đến như để nói về những dòng loa nghe nhạc mà mang hát karaoke thì các bác cũng nên cẩn thận, cũng như chú ý về những dòng loa tép rất dễ bị cháy, để đảm bảo được cho cái loa các bác chơi sử dụng thì các bác có thể là mua loa riêng để hát. Và những dòng loa này thì để nghe nhạc là chính, hát là phụ thôi. Hình chiếc loa rất là đẹp, loa thì nguyên zin tuyệt đối. Và những cái dòng này thì nó đều sử dụng là gân mút, và khi qua đường tàu biển thì gân mút nó đã mục, thì gia đình đã thay hết gân mút cho các bác rồi, thì các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đây đặc trưng riêng của nó chứ không phải là mình tự thay, mà nó gân mút nó mục rồi thì phải thay thì mới sử dụng được. Còn loa tuyến loa màng giấy nó đẹp đen kèm luôn. Cặp loa là Long SC350 có mức giá là 6 triệu đồng. Các bác có thể mua cả bộ cũng được. Phân khúc này là phân khúc dưới 15 triệu, chất âm thì rất là hay. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại các bác cứ liên hệ cho số đỉnh 0395727582, và địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa số đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.